Mới đây, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Phú Xuyên. Hai nạn nhân qua đời tại chỗ đã khiến người dân nơi đây vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Ngay lập tức, sau hơn 72 giờ đồng hồ truy bắt, Tổ công tác đặc biệt Công an huyện Phú Xuyên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ của vụ việc. Nguyên nhân là gì khiến hung thủ ra tay tàn độc đến như vậy với hai nạn nhân? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngày sau đây. Theo các cơ quan chức năng, khoảng 12 giờ 15 ngày 23 tháng 2, Công an huyện Phú Xuyên nhận được tin báo tại đội 13 thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, xảy ra án mạng. Hai nạn nhân bị sát hại tại nhà là cụ DTL sinh năm 1933 và con gái là PTT sinh năm 1965. Khẩn trương điều tra, Công an huyện Phú Xuyên cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội xác định hai nạn nhân bị sát hại bằng hung khí. Tuy nhiên, tài sản giá trị trong nhà hay tiền bạc của hai nạn nhân không bị mất. Ban chuyên án gồm Liên quân, Công an huyện Phú Xuyên và Phòng Cảnh sát Hình sự được thành lập với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an thành phố. Nghi can đầu tiên được Ban chuyên án xác định là Phạm Văn Đức, sinh năm 1985, cháu ruột của hai nạn nhân. Tên này làm nghề sơn bà và kể từ khi hai nạn nhân bị phát hiện tử vong, gã đột nhiên mất tích. Thông tin Ban chuyên án nắm được Lâu nay, giữa Đức với bà nội và cô ruột của mình có mâu thuẫn về đất đai. Do bí bách tiền nong, Đức từng xin bà, cô cho bán một miếng đất, nhưng đề nghị này không được cụ lờ và bà Tê đồng ý. Liên tục trong gần 3 ngày đêm vừa qua, các chính sát hình sự, điều tra viên và nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc công an huyện Phú Xuyên, phòng cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm và phát động người dân tố giác tung tích nghi can gây án. Đến 2 giờ 20 phút sáng nay, ngày 26 tháng 2, tại một cơ sở chuyên sơn bả trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác đặc biệt Công an huyện Phú Xuyên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phạm Văn Đức khi hung thủ đang say giấc nồng. Khai thác nóng đối tượng trên đường di lý về Hà Nội, ban chuyên án làm rõ động cơ gây án. Do ở mức việc bị bà nội và cô ruột không cho bán đất, đức lên kế hoạch tàn nhẫn sát hại hai người thân thích của gá thực hiện tội phạm đức đã mò đến nhà của l và bà t dùng tuyếp sắt ra tay sau khi gây án hung thủ di chuyển hàng trăm cây số để bỏ trốn rồi dạt lên quảng ninh xin việc làm tại một cơ sở sơn bà và được bố trí ăn nghỉ tại chỗ cơ quan điều tra đang tiến hành các thủ tục tố tụng đối với kẻ sát nhân mất nhân tính này như vậy đối với hành vi không còn tình người này của đức chắc chắn đối tượng sẽ phải chịu sự gian đe nghiêm khắc của pháp luật và sẽ phải hối lỗi về những gì mình đã gây ra. Vụ án trên cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh dành cho những kẻ ngông cuồng dám coi thường mạng sống của người khác và coi thường pháp luật sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng.